Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Ok, nay thứ năm hàng tuần và chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái box vừa lên dùng week mới và những cầu thủ booster mới đây. Dạ, đầu video cho anh em xem luôn cái đội hình vừa lên dùng week mình sưu tầm và cũng có khá nhiều vị trí có booster rồi. Và chúng ta còn thiếu hai chân chạy cánh ở dưới LBRB này, CB và GK mình cũng chưa có ông nào booster cả. Có mỗi Rudiger free thôi, thành ra là clip hôm nay mình sẽ check xem cái box mới là box gì và chúng ta sẽ đi săn. Ok, bờ họ cho mình mấy cái lượt quay gì ấy, nhận đã. Rồi, ok. Đây, bóc mới ngày hôm nay Pearl of the Week màu xanh lá. Chúng ta có Vlahovic booster này. Có Luka Modric nhưng mà không được booster anh em ạ. Dybala Akanji, Kelleher của Liverpool được booster này, ngon. Minamino booster, nói chung là có GK booster thì mình săn được. Mình săn được, mặc dù đó là pha cầu thủ của Liver. Mình fan MU nhưng mà không sao, cứ sưu tầm thôi. Đây còn chúng ta bóc cả bóc Blazovic C1 nữa. Không, nói chung là Blazovic thì không đúng, gọi là bóc C1 thôi. Có Kevin De Bruyne, Luis Alberto và Brahim Diaz. Ông Diaz này ngon này. Diaz ngon anh em ạ. Diaz ngon. Săn được ông này với lại này Osimhen kìa. Anatovic Lunin này, Lunin của Real cũng ngon này. Được. Nói chung là khá nhiều ông thần ngon ở Pedri này. Lâu lắm rồi, hôm qua mình vừa nhắn chat với anh em là lâu rồi không thấy Pedri thì giờ xuất hiện Pedri, ngon đấy. Ok, Kevin De Bruyne, hậu player, hậu à? Giờ đây bản này hậu rồi. Chỉ số vẫn khét lắm anh em ạ, ui rồi chỉ số kìa. Shooting cộng 3 luôn. Lúc đờ rông. Lúc đờ rông rồi, nhìn chung là mấy ông thần này ngon. Nhìn chung là ngon. Rồi, nói chung là clip này đơn giản thôi, mình sẽ đi săn hai cái box này và cố gắng hoàn thiện team Blazewick của mình nó nhanh nhất có thể, nhiều cầu thủ booster nhất có thể. Ở đây thì nó tặng cho free Zilic với lại cây lick quần què gì này. Zilic West à? Zilic West, West là hướng Tây à? X là hướng gì? Đông à? Mẹ. Tiếng Anh rốt quá. Quay này chơi đi. Để làm gì đâu mà. Ơi giỏi GK Kawashima. Mẹ quay không nào, quay GK. À đâu GK cũng mắc 90 đấy chứ nhỉ. Được. Nói chung cứ quay ra hàng Nhật thì được bao nhiêu được thôi. 75 đu đú. Một ông thần đu đủ với anh em ạ. Rú rú. Rồi. Đấy nói chung là quay thế thôi. Bây giờ mình sẽ quay Play Quick trước. Nói chung là clip quay bóc này thì nó rất là nhanh thôi. Anh em xem cho nó đỡ phải ấy. Mình không quảng cáo nạp coin nữa anh em nhá. Mình sẽ để ở góc, nó sẽ hiện ở góc. Đấy anh em nào có nhu cầu nạp thì cứ nhìn ở góc là mình quảng cáo, chứ mình đọc nhiều anh em chán đấy, anh em chê ấy. Đấy nói chung mình không đọc nữa. Mình quảng cáo bằng cách là mình sẽ hiện cái thông báo ở góc video nhá. Anh em nếu mà quan tâm thì click luôn này. Akanji của Man City. Và cuối tuần này Man City sẽ gặp Manchester United. Càng đét. Man City sẽ gặp MU. Akanji à? Nói chung là mình không phải fan Man City nhưng mà ra hàng Man City thì cũng khá là ngon. Cố gắng kiếm ông thần Kelleher anh em ạ để hoàn thiện team booster. Kelleher vừa rồi ra Akanji rồi thì giờ dễ không ra English lắm anh em ạ. Nó sẽ ra một giải khác. Mình bảo mà nó ra của League One Camara. Ông này đầu tóc kiểu gì này? Sao phây một kiểu mà hình trong game một kiểu. Camara mới ép ông này trẻ già nhỉ. Mặt nhìn nó không có phây như này thì mình nghĩ là già. À cũng không phải già, cũng chả phải trẻ. Chỉ số thì nó ở mức bình thường thôi. Camara đâu có ngon đâu. Luka Modric hoặc Kelleher đi nhỉ. Chứ tiền đạo booster mình có rồi. Ấy. Kelleher đi. Cho có GK booster cái. Gần như tuần nào mình cũng nhảy GK một. Đây. Rafinha của Barcelona. Ai già, công cuộc săn GK booster là tạch rồi anh em ạ. Mình tạch Kelleher rồi. Khó đấy. Không dễ một chút nào cả. Bây giờ thì bóc này thì lại hy vọng gì được. Hết GK booster rồi. Thôi lại hy vọng là ra những ông thần booster gì cả. Brahim Diaz ngon này, Lunin này.
Đấy, nói chung là ra được booster thì ngon, bóc kia tạch rồi đấy, không công là booster luôn rồi đấy. Nói chung tuần này đen anh em ạ, tuần này là đen rồi. Ui pháo cũng không có luôn này, pháo hoa thì nó cũng chả thèm có luôn này. Một con hàng của giải Ý số 8 và Arnautovic của Inter Milan. Ông tuần này thì tuần vừa rồi có gì hay nhỉ? Mình thì cũng không biết. Arnautovic Inter Milan. Căng đấy. Come on, come on, come on. Come on. Let's go. Ui giời ơi, Petri ạ. Mình nhìn Liga, mình đã cầu mong đấy là Brahim Diaz rồi. Và rất có thể clip này mình tạch luôn cả Kevin De Bruyne nữa. Không dính ông nào booster luôn anh em ạ. Thôi lượt cuối cùng trách ai bây giờ đây? Trách mình đen thôi chứ còn gì nữa. Nói chung là những cái bóc này thì có tiền là cũng chưa chắc làm phiền được thiên hạ đâu. Khó đấy, khó đấy. Ra một ông thần booster đi. Ông nào cũng được. Màu trắng Brahim. Không phải Brahim Diaz. Một ông thần của giải quần què. Giải gì đấy? Giải này là giải gì? Thổ Nhĩ Kỳ à? Thế có phải giải Thổ Nhĩ Kỳ không em nhỉ? Mason. Ông này ở đâu nhỉ? Fenerbahce à, cái gì nhỉ? Copenhagen. Cái này Copenhagen á? Cái này Hà Lan à? Hà Lan à? Ôi giời ơi, hai bốc tạch hết luôn rồi. Không còn một cái sự gì nữa luôn anh em ạ. Đấy, công cuộc đi săn đấy. Đây, tìm đẹp như thế này rồi. Chúng ta chỉ cần thêm GK booster nữa thôi là những tuần sau rất dễ dàng. Mấy khi là GK booster đâu nhưng mà lại tạch mất rồi. Chán thế. Khó nhỉ. Rất khó, rất khó, rất khó. Đấy, nói chung clip này mình dừng lại tại đây thôi. Anh em không biết anh em săn được những cái gì rồi nhưng mà chúc anh em may mắn nhá. Như mình nó tạch quá, đen quá. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.